Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bà Trung Dương, 52 tuổi, bị kết án 13 năm tù vì hành vi nhận hối lộ gần 60 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 212 tỷ đồng và quan hệ bất chính với 58 cấp dưới nam. Nổi tiếng với vẻ ngoài nổi bật, bà Trung thường được gọi là châu trưởng xinh đẹp trong nhiệm kỳ của mình, Bà chưa bao giờ kết hôn và cũng không có con. Bà Trung từng giữ chức phó bí thư Đảng ủy Châu tự trị kiềm Nam tỉnh Quý Châu. Bà học chuyên ngành lịch sử ở trường đại học và được kết nạp Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 1994. Bà từng được công nhận vì đã thành lập một hiệp hội trái cây và nông nghiệp nhằm giúp đỡ nông dân và dùng tiền của mình để hỗ trợ người già gặp khó khăn. Tuy nhiên, vào tháng 1 năm nay, một bộ phim tài liệu do đài phát thanh và truyền hình Quý Châu sản xuất đã vạch trần những tranh cãi liên quan đến bà Trung. Người ta nói rằng bà Trung đã nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ của mình để giúp các công ty mà bà Hậu Thuẫn nhận được những hợp đồng béo bở. Một trong các vụ việc này là quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển 170.000 m2 đất trong khu công nghiệp công nghệ cao cho một doanh nhân có mối quan hệ thân thiết với bà Trung. Doanh nhân này sau đó đã chuyển đổi khu đất để phát triển bất động sản, từ đó bà Trung kiếm được lợi nhuận đáng kể. Một chủ doanh nghiệp tư nhân đã cáo buộc bà Trung phớt lờ các công ty không có mối quan hệ cá nhân với bà. Điều này kìm hãm sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân trong khu vực. Theo báo cáo từ NetEast, cùng với việc theo đuổi quyền lực và sự giàu có, bà Trung có mối quan hệ tình cảm với nhiều cấp dưới là nam, thường lấy lý do như là tăng ca và đi công tác để dành thời gian cho những người tình nam của mình. Báo cáo chỉ ra một số người đàn ông tình nguyện làm người tình của bà Trung vì những lợi ích mà nữ quan chức mang lại. Trong khi những người khác miễn cưỡng nhận lời vì sợ quyền lực, có thông tin cho rằng bà Trung có tới 58 người và thường xuyên liên lạc ở các câu lạc bộ tư nhân. Tháng 4 năm 2023, Ủy ban kiểm tra và giám sát kỷ luật tỉnh Quý Châu thông báo bắt giữ bà Trung vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp lý nghiêm trọng. Tháng 9 cùng năm, bà Trung Dương bị khai trừ khỏi Đảng và cách hết chức vụ. Cuối tháng 7 năm 2024, Tòa án Nhân dân Trung cấp Tuân Nghĩa, Quý Châu kết án 13 năm tù và phạt 1 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 3,5 tỷ đồng với bà Trung Dương vì hành vi nhận hối lộ. Trong bộ phim tài liệu nói trên, bà Trung bày tỏ sự hối tiếc, nói rằng Hành vi tham nhũng của tôi xuất phát từ niềm tin sai lầm rằng tôi cần đào tạo một số doanh nhân đáng tin cậy để giúp tôi giải quyết các vấn đề chính trị. Với tư cách là một công chức, bà Trung thừa nhận nhiệm vụ của mình là thúc đẩy một môi trường công bằng và bình đẳng để phát triển thị trường. Tôi xấu hổ vì hành động của mình khi bạn lấy đi thứ không thuộc về mình, cuối cùng nó sẽ hủy hoại bạn. Câu chuyện của bà Trung đã gây ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trên mạng xã hội ở Trung Quốc đại lục. Gần 2 tuần sau khi thủ lĩnh lâu năm Hassan Nasrallah thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel và phó thủ lĩnh dường như không muốn kế nhiệm, nhóm Hezbollah vẫn chưa có người đứng đầu mới. Theo Newsweek, phó thủ lĩnh Hezbollah Sheikh Naim Qasem, hiện được coi là quan chức cấp cao nhất của nhóm vũ trang này, cho biết trong một video được truyền hình Iran đăng tải rằng thủ lĩnh mới sẽ được bầu sớm nhất có thể. Tuyên bố này ám chỉ ông sẽ không tiếp quản vị trí trên. Thủ lĩnh lâu năm và có ảnh hưởng của Hezbollah, ông Hassan Nasrallah thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam của thủ đô Beirut, Liban hồi cuối tháng 9. Dahieh, khu vực bị không kích, được lực lượng phòng vệ Israel IDF mô tả là trung tâm đầu não, căn cứ thực tế của Hezbollah. Israel đã bắn phá dữ dội khu vực trên trong những tuần gần đây. Bộ trưởng Quốc phòng Joab Galan phát biểu trong cuộc họp với Bộ Tư lệnh miền Bắc của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết Hezbollah đang trong tình trạng tan tạ và tan vỡ, không còn năng lực chỉ huy và hỏa lực đáng kể. Bàn lãnh đạo của tổ chức này đã tan rã sau khi ông Hassan Nasrallah bị loại bỏ. Bộ trưởng Galan nhận định Hezbollah không còn người ra quyết định và năng lực tác chiến của nhóm đã suy giảm. Cho rằng kho vũ khí khổng lồ của nhóm vũ trang Liban hiện tại còn thua kém tổ chức Hamas ở giải Gaza. Ông Galan nói Hezbollah không còn đầu não sau khi ông Nasrallah bị loại bỏ. Người thay thế ông ấy có lẽ cũng đã bị loại bỏ và toàn bộ dàn chỉ huy cấp cao đã bị tiêu diệt. Dường như đề cập tới giáo sĩ Hashem Safieddin, người có khả năng cao trở thành lãnh đạo Hezbollah. Thủ tướng Benjamin Netanyahu gần đây cho biết các lực lượng Israel đã tiêu diệt hàng nghìn tên khủng bố, bao gồm cả nhà lãnh đạo lâu năm và có ảnh hưởng của Hezbollah, cũng như người được cho là thủ lĩnh tương lai của nhóm ông Hashem Safiyadin. Nhà lãnh đạo Israel cũng cho biết hiện nay Hezbollah yếu hơn nhiều so với những năm trước. Ngoài ông Hashem Nasrallah và ông Hashem Safiyadin, các nhân vật hàng đầu khác của Hezbollah được cho là đã bị ám sát, gồm có Ali Karaki, Ibrahim Aken và Fuad Sakhar. Ông Benny Satri, nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia ở Israel cho biết, việc các lãnh đạo nổi bật của Hezbollah bị tiêu diệt đã khiến nhóm này rơi vào bất ổn vì các tổ chức được Iran hậu thuẫn đều phụ thuộc rất nhiều vào ban lãnh đạo cấp cao của họ. Iran hiện đang tăng cường các hoạt động ngoại giao trong khu vực sau khi Israel tuyên bố sẽ đưa ra những hành động trả đũa tiếp theo sau vụ loạt tên lửa của Iran phóng về phía lãnh thổ Israel gần đây. Mới đây, Thủ tướng, Ngoại trưởng Qatar, ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Anthony đã có các cuộc tham vấn quan trọng với Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi tại Doha. Qatar là một trong những nước đóng vai trò trung gian hòa giải nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza kể từ khi nổ ra xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel hồi tháng 10 năm ngoái. Qatar cũng kêu gọi chấm dứt giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban. Trên mạng xã hội X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Bagheri cho biết nội dung tham vấn bao trùm là tình hình xung đột ở khu vực người phát ngôn này nêu rõ quan điểm của iran rằng các nước cần phải tăng cường nỗ lực tối đa để ngăn chặn xung đột ở giải gaza và liban trở thành thảm họa thảm khốc trong chuyến thăm qatar lần này dự kiến người đứng đầu ngành ngoại giao iran sẽ thảo luận với giới chức nước chủ nhà về tình hình ở gaza liban và những nỗ lực giảm căng thẳng trong khu vực hoạt động ngoại giao này diễn ra sau khi israel cho biết sẽ đáp trả sau vụ loạt tên lửa của iran phóng về phía lãnh thổ Israel hồi tuần trước làm gia tăng quan ngại về nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện ở Trung Đông. Hồi tuần trước, tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng đã có chuyến công du đến Qatar, trong đó khẳng định Tehran không muốn xung đột với Israel, song sẽ có hành động mạnh mẽ nếu Israel đáp trả vụ loạt tên lửa của Iran phóng về phía lãnh thổ Israel. Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi cũng nói rằng nước này sẵn sàng cho mọi kịch bản trong bối cảnh sắp xảy ra, phản ứng tiếp theo của Israel cũng như tương lai bất định của cuộc xung đột ở Trung Đông. Trước đó, một quan chức cấp cao của Iran cho hay Tehran đã kêu gọi các nước vùng vịnh Persic không cho phép Israel sử dụng không phận hoặc căn cứ quân sự của họ trong trường hợp Israel quyết định thực hiện phản ứng tiếp theo. Cùng với Iran, nhiều nước vẫn đang tiếp tục nỗ lực ngoại giao để giảm căng thẳng ở khu vực Trung Đông, trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ tiến hành cuộc họp để thảo luận về những diễn biến đầy quan ngại ở khu vực. Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Liban Najib Mikati cho biết Mỹ và Pháp đã tăng cường các cuộc trao đổi nhằm nối lại lệnh ngừng bắn trong khoảng thời gian cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho các bên liên quan và các nước đóng vai trò trung gian tìm kiếm những giải pháp chính trị. Từ Moscow, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho rằng các hoạt động gây xung đột gia tăng ở Trung Đông có thể gây ra hậu quả tàn khốc cho toàn bộ khu vực. Ông Peskov nhấn mạnh đến tình trạng tàn phá và thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng, trong khi hàng nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người đang lâm vào cảnh mất nhà cửa việc làm và thiếu thốn nhu yếu phẩm cần thiết. Trong khi đó, căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban tiếp tục gia tăng khi lực lượng Hezbollah cho biết đã phóng rocket phá hủy một xe tăng của Israel tiến vào khu vực biên giới phía nam của Liban gần đây. Một nguồn tin của Liên Hợp Quốc cũng cho biết các lực lượng Israel đã tấn công ba vị trí của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở miền nam Liban, trong đó một vị trí là căn cứ chính của lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban, Unifil, tại thành phố Nakora ở miền nam Liban hiện cả Israel và UNIFIL chưa lên tiếng về thông tin này lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Liban UNIFIL đã hoạt động từ năm 1978 với mục tiêu đảm bảo ổn định và hòa bình trong khu vực biên giới phía nam tuy nhiên thực tế hiện nay đã chứng minh rằng họ đang phải đối mặt với một nhiệm vụ đầy thách thức đặc biệt là khi tình hình căng thẳng gia tăng giữa Israel và Hezbollah các vấn đề như an ninh, nhiệm vụ giám sát ngừng bắn, mối đe dọa từ giao tranh và khó khăn trong việc tiếp tế và điều phối giữa các căn cứ đã đặt lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban vào tình thế đầy nguy hiểm. Quân đội Ireland, một phần quan trọng của UNIFIL, đã có mặt ở miền nam Liban trong hơn 45 năm. Nhiệm vụ của họ là giám sát ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah, hỗ trợ quân đội Liban LAF triển khai lực lượng và đảm bảo hòa bình, an ninh cho khu vực. Mặc dù đã huấn luyện kỹ lưỡng và có kinh nghiệm trong khu vực, nhưng họ lại gặp phải một tình huống bất khả thi khi bị mắc kẹt giữa hai bên đối đầu. Một trong những điểm nóng gần đây là khu vực gần biên giới Israel và Marun Anrath, nơi các hoạt động của lực lượng phòng vệ Israel IDF đang diễn ra gần các căn cứ của quân đội Ireland. Ngày 9 tháng 10, IDF đã rút khỏi các vị trí gần lực lượng Ireland, giảm thiểu nguy cơ va chạm trực tiếp. Tuy nhiên, việc quân đội Ireland vẫn ở vị trí giữa IDF và Hezbollah đặt họ vào tình thế nguy hiểm. Đặc biệt khi căng thẳng có thể bùng phát bất cứ lúc nào, UNIFIL có một loạt nhiệm vụ từ giám sát việc IDF rút lui khỏi Liban vào năm 2006 đến việc hỗ trợ LAF đảm bảo khu vực phi quân sự ở miền Nam Liban. Những nhiệm vụ ngày càng trở nên khó khăn khi Hezbollah ngày càng mở rộng ảnh hưởng và LAF không muốn đối đầu trực tiếp với phong trào vũ trang này. Theo một sĩ quan đã nghỉ hưu của quân đội Ireland, LAF thường né tránh tiến vào các khu vực do Hezbollah kiểm soát. Mặc dù Unifil có trách nhiệm giám sát và ngăn chặn vũ khí trái phép, nhưng họ thực tế không có sức mạnh để đối đầu trực tiếp với Hezbollah. Điều này tạo ra một nghịch lý khi lực lượng gìn giữ hòa bình phải làm việc trong một môi trường mà họ không thể kiểm soát hoàn toàn. Trong khi đó, Hezbollah, tổ chức vũ trang mạnh mẽ và có ảnh hưởng lớn trong khu vực, đang không ngừng gia tăng các hoạt động quân sự gần biên giới Israel. Trước bối cảnh này, Unifil bị đe dọa bởi các cuộc tấn công từ cả hai phía. Ngoài mối đe dọa trực tiếp từ các cuộc giao tranh, UNIFIL còn phải đối mặt với những thách thức hậu cần nghiêm trọng. Các căn cứ của họ có cơ sở gần biên giới, phụ thuộc vào việc tiếp tế nước, lương thực và nhiên liệu. Trong trường hợp giao tranh diễn ra dữ dội, việc đảm bảo các nguồn cung này có thể trở nên khó khăn. Thông thường việc di chuyển giữa các căn cứ mất khoảng 40 phút, nhưng trong thời gian giao chiến có thể kéo dài đến nhiều ngày. Một ví dụ khác là khi IDF tiến hành các cuộc tấn công vào Liban, họ có thể xây dựng các căn cứ tạm thời gần các đồn của UNIFIL tạo áp lực buộc lực lượng gìn giữ hòa bình phải rút lui. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần của các binh sĩ mà còn làm phức tạp hóa nhiệm vụ của họ khi phải liên tục điều chỉnh theo tình hình xung đột. Với sự gia tăng căng thẳng giữa Israel và Hezbollah, tương lai của UNIFIL tại Liban đang trở nên không chắc chắn. Mặc dù họ được giao nhiệm vụ quan trọng trong việc duy trì hòa bình, nhưng thực tế cho thấy họ không có đủ quyền lực hay công cụ để kiểm soát hoàn toàn tình hình. Các cuộc giao tranh giữa quân đội Israel và Hezbollah có thể bùng nổ bất cứ lúc nào và việc quân đội ireland cùng các lực lượng khác của unifel bị kẹt giữa hai bên chỉ là một trong nhiều thách thức mà họ phải đối mặt